Cơ sở Radar Quảng Bình xin chào tất cả quý vị các bạn đam mê lan trên toàn quốc nhé. Hôm nay là ngày mùng 8 tháng 5 2019. Thì cơ sở chúng em tiếp tục cập nhật tầm khoảng trên 5 tạ lan mà ngày hôm nay chúng em đã dỡ hàng ra rồi để chia sẻ với mọi người đây trong ngày hôm nay. Thì trước khi giới thiệu chi tiết các mặt hàng lan mà ngày hôm nay em có để chia sẻ với mọi người á thì em cũng xin được giới thiệu với cơ sở chúng em là ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng nhé các bạn nhé. Đó. Và hai số điện thoại để liên lạc trực tiếp với cơ sở chúng em là số 0984754102 và thêm một số nữa là 0967615815 ạ. Đó. Hình thức bán hàng của em thì chúng em sẽ gửi ship code đi khắp mọi miền tổ quốc cho tất cả các bạn. Các bạn thanh toán tiền hàng và tiền cước trực tiếp cho nhân viên bưu tá họ phát hàng tận tay cho các bạn đi nhé. Đó. Và bây giờ em đi vào giới thiệu chi tiết những mặt hàng lan ngày hôm nay có cho mọi người luôn. Và hôm nay có mấy giò hương vani đang nụ và đang hoa. Đó. Và có cả đùi gà hoa trắng lại về nhé mọi người nhé. Đấy. Và rất là nhiều loại hàng khác nữa như sơn thủy tiên, trầm tím rừng Lào, có cả kiều tua. Đấy, kiều tua thì nó khác với kiều môi khác với cái môi tua nhé các bạn nhé. Đấy. Có cả sóc tím đang hoa với cả hải yến đang hoa này. Có cả bạch nhạn đang nụ, tam bảo sắc đang nụ và có cả kiều tím đang nụ nhé các bạn nhé. Đấy. Và có cả panda hương chanh nữa này, hạc vĩ bắc, rất là nhiều loại luôn các bạn ạ. Nên là các bạn cứ theo dõi clip, các bạn thích mua loại lan nào thì đặt hàng với chúng em theo số hai số điện thoại đấy. Rồi chúng em sẽ gửi hàng đi trong ngày luôn cho các bạn. Đấy, hoặc là các bạn nhắn tin trực tiếp cho chúng em đơn hàng và địa chỉ luôn và chúng em sẽ gọi lại để chốt đơn hàng và gửi lên cho các bạn nhé. Đấy. Và bây giờ đây em đi vào giới thiệu luôn cho các bạn có ba giò dáng hương vani nhé các bạn nhé. Có một giò này thì là hàng bóc này, mới bóc ở rừng về này, cây vẫn còn đang nụ nhé các bạn nhé. Đấy, nụ đang rất nhiều ạ. Đấy, giò này thì nụ đang rất nhiều luôn. Có khả năng là gửi đến tay các bạn là những cái nụ này sẽ nở bông luôn cho các bạn này. Đấy, các bạn nhìn nụ này rất là sai nụ luôn. Đây là một cái thân già nhé các bạn nhé. Thân già, nói chung là cái thân già này cắt ngọn đi này. Đấy, còn những thân này, những cái thân như này á, nó có thể ra hoa 3, 4 năm nó mới hết hoa nhé các bạn nhé. Hoặc là những thân già nó mới ra ki này. Nó ra ki rất là khỏe luôn. Đây là ki năm nhất này mà nó ra dài như vậy rồi. Ki năm nhất mà dài tầm 60 phân rồi này. Đấy. Cái giò này thì rất là nhiều thân luôn các bạn ạ. Đấy, như các bạn đang thấy đây, để em đếm thân luôn cho các bạn. Cả thân già, thân tơ nó để cho hoa được các bạn ạ. Nên là chúng ta yên tâm, hoặc là nó ra ki đây. Đấy, vừa ra hoa lại vừa ra cây ki này. Cái con này, đó. Đấy, các bạn nhìn này. Giống như kiểu là một cái cây thân nó mọc nỗi ra thêm rồi. Đấy, như thân này đây nó phải dài đến 80 cm. Đó. Cái ki không nhá các bạn nhá. Đấy, để em đếm luôn cho các bạn là có gồm có bao nhiêu thân nhá. 1 2 2 thân là thân này ra ki này. 3 thân thì thân này ra đến 2 cây ki này. Đấy. 1 2 3 đây, 3 đây, 4 đây, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ui trời, thân này ra rất là nhiều ki luôn, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 thân các bạn, 19, 20 thân gì đấy, đó. Cả ki cả thân nhé các bạn nhé, là em đấn lộn luôn, tại vì những cái ki của nó, những ki nào ngắn nhất nó cũng vào độ khoảng 3-40 phân rồi đấy. Như hai ki này đây nó chung ở một thân, em lấy em đếm một thân đấy. Có ki này thì có ngắn thì nó cũng tầm 20 phân rồi đó. Thì dề này có giá là 550.000 nhé các bạn nhé. Đấy, dề này có giá là 550.000 nhá, cái dề bóc này nhá. Thì em đề luôn đây là một dề số 1 đây nhá. Đấy, dề số 1 là 550.000 này. Còn ở đây một dề này đã được ghép thuần này. Đấy. Dề này đã được ghép thuần mà đang hoa rất là sai luôn. Đấy, năm nay tất cả các loại phi điệp đều cho rất là sai hoa. Tại vì năm ngoái là tất cả các dòng phi điệp nó trốn hoa không.
thì năm nay nó ra hoa rất nhiều, trừ cái thằng đùi gà tròn là năm nay nó trốn hoa các bạn ạ. Đấy, bây giờ đang hoa rất là sai, hoa rất là thơm nhá, từ cái hương vani ạ. Đấy, còn đấy, thân này, giò này rất nhiều thân luôn các bạn ạ. Giò này em không đếm nổi thân nữa. Giò này có giá là 500.000 thôi các bạn ạ. Đấy, giò này có giá là 500.000 nhá, giò hương vani số 2 ạ. Và giò số 3 đây, giò số 3 đây thì có giá là 200.000 thôi các bạn ạ. Giò này được cắt khúc nguyên bản này. Đấy, giò này thì gồm có 3 thân tơ. Và những cái thân này thì vừa rồi nó đã tàn hoa nhá các bạn. Đấy, đấy, những thân này sang năm lại tiếp tục cho hoa được tiếp nhá. Mỗi một thân như vậy thì nó ra hoa tầm 3 hoặc 4 năm nó mới hết hoa cơ các bạn ạ. Đấy, đây cái hương vani. Đấy, giò này có giá là 200.000 ạ, giò số 3. Và tiếp theo đây là những cái lan đùi gà trắng lại về được có mấy khóm như này đây các bạn ạ. Khóm nhỏ nhỏ thôi, cái này là hàng bên Trung Quốc họ đã thuần như các bạn nhá. Đấy, và cái này thì là hàng nhổ về thôi để chia sẻ với mọi người. Tại vì nó là đùi gà hoa trắng, nó cũng là hàng rừng đột biến thôi. Đấy, nhưng mà ở bên Trung Quốc họ nhân giống ra được cái số lượng nó nhiều ấy, thì cho có cái giá thành nó rẻ đi. Đấy, đùi gà hoa trắng này thì có giá là 300.000 một thân nhé mọi người. Đấy, như khóm này đây thì có tới 6 thân này. Đấy, như khóm này có 6 thân đây. Đó, như khóm này đây thì họ có ghi ở đây là 25 thân này. Thì các bạn có thể mua lẻ 2 thân hoặc là 3 thân gì đó cũng được. Đấy, thì chúng em đều có thể tách ra để chia sẻ với mọi người. Như những dề to như này thì có khả năng là các bạn sẽ không ai đủ tiền để mua cả dề này ấy. Thì chúng em sẽ tách ra 2-3 thân hoặc là 4 thân, 5 thân gì đấy. Các bạn đặt hàng thích lấy bao nhiêu thân thì chúng em sẽ tách ra để gửi cho các bạn làm bằng ấy thân ạ. Thì về cái đùi gà thì bây giờ nó không phải là thân tơ nữa, mà bây giờ chúng ta lấy về chúng ta nuôi những cái mầm gốc này nhé các bạn nhé. Tại vì những thân này đều đã cho hoa được hết cả rồi. Đấy, nhưng mà những thân này nó năm nay nó sổ một mắt hoa thôi, sang năm nó lại sổ tiếp những mắt hoa còn lại nhé các bạn nhé. Đó, đấy, hôm nay về được 4 khóm này. Đấy, 4 khóm thì cứ mỗi một thân như này là 300.000 một thân nhé các bạn nhé. Đấy, 300.000 một thân đấy. Đấy, đó, đấy, có những thân cũng rất là dài. Đấy, về cái đùi gà hoa trắng á. Và tiếp theo bên này đây thì em hôm nay lại về cái được cái lô phi điệp vàng. Phi điệp vàng về rất là xanh mướt đây. Cái phi điệp vàng thì sẽ ra hoa từng chừng khoảng tháng 7 nhé các bạn nhé. Đấy, phi điệp vàng thì ra hoa chừng tháng 7. Bây giờ cây nó thắt ngọn rồi này. Đó, cây đã thắt ngọn rồi nhé các bạn nhé. Có những cây mà tươi tốt như cây này đây cũng thắt ngọn này. Đó, thì cây thắt ngọn cái là đến chừng khoảng tháng 6, tháng 7 là cây bắt đầu ra hoa rồi mọi người ạ. Đấy, về cái phi điệp vàng này. Phi điệp vàng thì có giá là 150.000 một kg nhé. Đấy các bạn ạ, phi điệp vàng có giá là 150.000 một kg nhé. Đó. Và còn tiếp theo đây là hoàng thảo vôi. Hoàng thảo vôi thì nay lại về được độ khoảng 7-8 cân gì đấy thôi. Đấy, hoàng thảo vôi có giá là 280.000 một kg ạ. 280.000 một kg hoàng thảo vôi ạ. Và còn tiếp theo đây là trầm tím rừng Lào nhé các bạn. Trầm tím rừng Lào thì cây nó cũng nhỏ nhỏ chứ không được đẹp mà to như là cái trầm Myanmar đâu, nhưng mà nó dễ thuần hơn cái trầm Myanmar rất nhiều. Và cây cũng mới hết mùa hoa rồi nhé các bạn. Và bây giờ chúng ta lấy về nuôi những cái mầm này. Đấy, bây giờ những cái mầm nó rất là khỏe luôn ạ. Đảm bảo khóm nào em gửi lan đi cho các bạn đều có mầm để cho các bạn chơi nhé. Đấy, đó, khóm nào có mầm cả. Như khóm này thì mầm nó kiểu như là nó bị rụng lá. Đấy, khóm nào có mầm nhá, đảm bảo không bị gấy mầm nhá. Đấy, cái trầm tím rừng Lào này thì có giá là 1.800.000 một kg nhá. Cái dòng này không phải là rẻ đâu. Dòng trầm Myanmar thì nó mới rẻ thôi. Trầm Myanmar chỉ dao động được 700-900.000 một cân. Đấy, tùy theo từng loại hàng. Đó, còn trầm tím rừng Lào thì thực sự là mặt hàng này bây giờ đang rất hiếm rồi. Hôm nay về số này đây thì chỉ có độ khoảng 6 kg thôi. Đấy, đó, như những khóm như này chúng em cho vườn để ghép. Đấy,
đều có mầm cho các bạn cả nhé. Đấy, 1.800.000 một kg ạ. Đấy là chậm tím rừng Lào ạ. Và tiếp theo đây là sơn thủy tiên. Sơn thủy tiên là sơn thủy tiên rừng Lào nhé các bạn nhé. Thân nhỏ nên là sẽ được lợi về cái đầu cây. Đấy, sơn thủy tiên cũng mới hết mùa hoa rồi. Sơn thủy tiên rừng Lào nở hoa khá sớm. Bây giờ những cái quả đó nó to cỡ này rồi các bạn. Đấy, sơn thủy tiên thì có giá là 200.000 một kg nhé. Đấy, 200.000 một kg sơn thủy tiên ạ. Rất là rẻ luôn ạ. Đó. Và còn tiếp theo đây là, đây là kiều tím đấy các bạn. Kiều tím đây có những thân ngắn ngắn như này, nó đang cho nụ rồi này. Đấy, đây một thân rất là ngắn rồi, đang cho nụ rồi. Đấy, còn ở đây nụ đang rất là to này, có những thân nụ rất to luôn. Đấy, thân này của nó cũng ngắn ngắn rồi mà đang cho nụ rồi. Đó, đấy, vừa nụ vừa hoa luôn này. Đấy, hàng mẻ hàng mấy hôm nay thì được cái thân ngắn ngắn như vậy, trồng lên chậu rất là đẹp luôn. Về cái kiều tím nha các bạn. Kiều tím có giá là 350.000 một kg ạ. Đó, có những thân đang nụ đấy, đang nụ rất là nhiều nhé các bạn nhé. Như thân này đây đang sưng mắt nụ rồi này. Đó, đấy, bây giờ đang là mùa ra nụ của kiều tím, nên là có những cây đang nở hoa và có những cây đang ra nụ nhé mọi người nhé. Và còn tiếp theo đây là sóc tím rừng Lào. Sóc tím rừng Lào này có giá là 160.000 một kg nhé mọi người. Đó, sóc tím rừng Lào 160.000 một kg ạ. Và tiếp theo đây thì có lan đùi gà tròn này. Đùi gà tròn thì cái này là hàng xấu, hàng giống thôi, thì có giá là 180.000 một kg, còn độ khoảng 2 kg đây. Đó. Và còn tiếp theo đây là kiều tua. Kiều tua thì hình như mới hết mùa hoa rồi sao ạ? Kiều tua mới hết mùa hoa rồi. Đúng rồi, kiều tua nó nở hoa chừng bằng tháng 2, tháng 3 rồi đấy. Cái kiều tua này thì có giá là 250.000 một kg nhé. Kiều tua thì mặt hàng này rất là ít hàng thôi, chứ không có nhiều hàng các bạn ạ. Đấy, kiều tua. Nếu mà các bạn mà không biết phân biệt được rõ thì rất dễ nhầm lẫn nó với cái thằng môi tua. Đấy, nhưng mà cái hoàng thảo môi tua á, thì thân nó sẽ phình á, chứ nó không héo héo gầy gầy như cái kiều tua này. Và lá của nó cũng dày hơn lá môi tua nhé các bạn nhé. Về cái kiều tua này, đó, cái kiều tua thì cho bông rất là đẹp luôn ạ. Có giá là 250.000 một kg ạ. Và còn tiếp theo đây là lan hoàng thảo xoắn. Hoàng thảo xoắn thì có giá là 280.000 một kg nhé. Đấy, 280.000 một kg. Nói chung là lô hàng này thì em nhập được tương đối rẻ hơn những cái lô trước, nên là có cái giá nó cũng rẻ hơn. Và hàng bây giờ này có những khóm thì nó đã xuống lá như này nhé các bạn nhé. Xuống lá hoàn toàn để sắp tới nó sẽ lên những mầm cây con mới nhé. Cây nó mới hết mùa hoa. Đấy, có những khóm này đây thì nó đang lên mầm cây con rồi này. Đó, đấy, 280.000 một kg ạ. Và tiếp theo đây là lan hoàng nhạn tháng 4 nhé. Hoàng nhạn tháng 4 thì bây giờ đang nụ đây. Đấy, lác đác có những cây nó vẫn còn đang có nụ như này nhé các bạn nhé. Hoàng nhạn tháng 4 thì có giá là 450.000 một kg ạ. Hoa cực kỳ là thơm. Dòng dáng hương này phải nói là cho hoa nó chỉ mùi hương chỉ thua kém với hoàng nhạn tháng 8 thôi. Chứ còn mùi hương thì ở dòng hoàng nhạn thì ở dòng dáng hương thì chỉ có hoàng nhạn là hoa thơm này. Đấy, có hoàng nhạn thì có hai loại nhé, loại tháng 8 và loại tháng 4 nhé. Cái này là hoàng nhạn tháng 4 nên là có giá nó cũng rẻ hơn rất là nhiều. Còn cái hoàng nhạn tháng 8 thì bây giờ thực sự là không có hàng luôn. Hoàng nhạn tháng 8 thì họ bán theo từng cây cơ. Có những cây như này nó đã có giá trị đến mấy trăm nghìn rồi. Đấy. Và còn đây là lan hải yến. Lan hải yến thì bây giờ cũng đang nụ hoa, nhưng có một số nụ nó bị héo này các bạn này. Đấy, nụ này thì vẫn còn tươi đây. Đấy, lan hải yến có giá là 160.000 một kg nhá. Đó, 160.000 một kg ạ. Và tiếp theo đây thì lan dáng hương tam bảo sắc này. Dáng hương tam bảo sắc thì cũng cho hoa rất là thơm ạ. Và cái dáng hương tam bảo sắc này thì là cây nhỏ nhưng mà lá xếp rất là nhiều nhé các bạn nhé. Có giá là 300.000 một kg. Đấy, dáng hương tam bảo sắc.
Đấy, cây nhỏ nhỏ thôi nhưng mà tỷ lệ lá xếp của nó là chiếm rất là nhiều ạ. Thì cái này em mua theo lô tính theo giá tiền của cây lá xếp rồi. Đấy, đây là hàng rất là đẹp luôn ạ. Có giá là 300.000 nhá, giá hương tâm bảo sắc ạ. Đấy, trong lúc gửi lan thì chúng em sẽ vặt bớt những cái lá vàng để tránh để bớt nhẹ cân cho các bạn nhé. Đấy, những lá vàng này chúng em sẽ vặt bớt ạ. Đó, và còn ở đây cũng là dáng hương tâm bảo sắc nhưng mà được cây to hơn các bạn ạ. Đấy, được cây to hơn thì có giá nó nhỉnh hơn một tí thôi, là 350.000 một kg đó, nhưng mà tỷ lệ lá lướt của nó cũng lại nhiều hơn cái loại cây nhỏ kia nhé các bạn nhé. Đấy, lá nó hơi lượt thưa. Đấy, về các bạn đặt hàng thì nhớ đặt hàng, các bạn thích loại cây nhỏ thì đặt hàng của chúng em là dặn lấy cây nhỏ, hoặc là lấy cây to nhé các bạn nhé. Và nó cũng có cái mức giá nó khác nhau nhé các bạn. Đấy, về cái dáng hương tâm bảo sắc này. Đó, và còn đây là lan tiên hài đây. Lan tiên hài này chỉ có giá là 80.000 một kg thôi này. Rất là rẻ ạ. Loại này chúng ta trồng chậu và trồng chân bờ rào rất là đẹp luôn ạ. Đó, và tiếp theo đây là ngọc thạch. Ngọc thạch ba màu đây. Có những cây đang nở hoa rồi này. Đấy, về lô này lại có lác đác một số cây là đang nở hoa rồi, màu sắc rất sặc sỡ luôn ạ. Đấy, ngọc thạch ba màu nhé các bạn nhé. Đấy, ngọc thạch này có giá là 200.000 một kg ạ. Đấy, ngọc thạch ba, ngọc thạch bắc nhé các bạn nhé. Có những cây là vẫn còn đang nụ như này đây các bạn. Đấy, nụ đang rất nhiều luôn ạ. Đấy, nụ trắng xóa luôn này. Đó, và đồng thời cây đang lên những cái mầm gốc như này nhé các bạn. Có giá là 200.000 một kg ạ. Và còn ở đây là ngọc thạch rừng Lào đây, thân nó mảnh hơn. Loại này thì so chuẩn đúng ba màu luôn này các bạn. Còn cái ngọc thạch bắc á thì nó sẽ có lẫn lộn cả hai màu nhé các bạn. Cái ngọc thạch ba màu rừng Lào này thì còn một phần này thôi. Có giá là 200.000 nhá. Còn một phần duy nhất này. Và đây một phần môi tua, hoàng thảo môi tua. Phần hoàng thảo môi tua này cũng có giá là 100.000 này. Đó, còn đây là kiều vuông, kiều mỡ gà đấy ạ. Còn độ khoảng hơn 2 kg. Thì là cái này em bán thanh lý chia sẻ với mọi người là hàng nó cũng xấu thôi, 220.000 một kg thôi nhá. Đấy, 220.000 một kg ạ. Và còn tiếp theo đây là lan hạc vĩ bắc. Hạc vĩ bắc thì bây giờ đang lên những mầm đây nhá. Đấy, hạc vĩ này có giá là 280.000 một kg ạ. Nhưng nay em bán giảm giá cho mọi người còn 260.000 một kg thôi. Đó, 260.000 một kg hoặc hạc vĩ bắc nhá. Đó, mẻ hàng này thân của nó cũng nhỏ nhỏ mảnh mảnh hơn cái lô trước. Đấy, hạc vĩ bắc đấy. Và còn tiếp theo đây là lan hoàng lạp. Lan hoàng lạp thì có giá là 150.000 một kg thôi này. Đó, lan hoàng lạp ạ, có giá rất là rẻ luôn ạ. 150.000 một kg. Và còn tiếp theo đây là lan đuôi chồn. Đấy, lan đuôi chồn bắc nha các bạn. Chồn bắc này có giá là 250.000 một kg ạ. Lan chồn trắng nha các bạn. Và tiếp theo đây là kiếm tiên vũ. Kiếm tiên vũ thì có giá là 150.000 một kg ạ. Đấy, kiếm tiên vũ. Dòng kiếm lá cứng này thì mấy năm nay rồi thì nó cũng có cái xu thế chơi rất là rộ vào để bắt bông. Có những mặt bông cánh mai á thì nó cho giá tiền cũng rất là cao. Có những bông lan đột biến thì nó cũng phải bán tính theo củ, là mỗi củ mấy chục triệu cũng có cơ. Đấy, ví dụ như chúng ta mà nuôi được một khóm này nhỉ, ba củ mà ra được bông đột biến nữa thì mấy chục một củ. Đấy, mà cái này hàng chúng ta là hàng rừng, chúng ta lấy về chúng ta có thể quay sổ số thoải mái. Đó, mà chỉ có giá là 150.000 một kg thôi. Đó, và còn tiếp theo đây là lan dáng hương vanda hương chanh nhá các bạn nhá. Dáng hương vanda hương chanh là có giá là 150.000 một kg đấy ạ. Đấy, và cây bây giờ đang hoa này và cho hoa rất là thơm nhé các bạn. Tuy rằng màu sắc là không được sặc sỡ nhưng mà cho mùi hương rất là thơm ạ. Đấy, cái này chủ yếu toàn cây đẹp, cây
gần như là lá xếp thôi các bạn. Đấy, đó, toàn cây đẹp thôi, còn cây lá xếp khít thôi, tại vì chúng em đặt hàng với dân là không lấy lá lướt. Đấy, lá lướt quá thì không lấy. Đấy, cứ phải tầm trung trung trở lên thì chúng em mới lấy hàng cơ. Đó, và ở đây có một dề này, có một dề duy nhất thôi các bạn. Đấy, có một dề này cũng tương đối là to này. Dề này chia sẻ mọi người là 200.000 đây. Đấy, dáng vanda nhé các bạn nhé. Dề này gồm có 1 ngọn, 2 ngọn, 3 ngọn, 4 ngọn. 1 ngọn bị cụt này, 1 ngọn bị cụt ngọn rồi. 4 ngọn nhưng 1 ngọn bị cụt ngọn. 5 ngọn cả ngọn mẹ nhé các bạn nhé. 4 ngọn con và 1 ngọn mẹ nhé. Tổng thể là 5 ngọn nhé. Đấy, dề này rất đẹp luôn, 200.000 ạ. Tiếp theo đây là lan hoàng phi hạc này. Hoàng phi hạc này có giá là 170.000 1 kg đây. Đấy, lan hoàng phi hạc ạ. Thì hoàng phi hạc hết mùa hoa rồi, bây giờ đang lên những mầm gốc nhá các bạn nhá. Đấy, hoàng phi hạc thì cho bông rất là đẹp luôn. Ở như lúc hồi tháng giêng có cái hội ở trong thành phố Hồ Chí Minh là có một giò hoa lan hoàng phi hạc là đạt giải vàng của hội nhá. Đấy, với cái dòng hoa này mà nó lại rất là rẻ. Một cái loại lan chỉ có giá hơn 100.000 1 kg mà lại đạt được một cái giải vàng ở một cái hội ở thành phố, hội hoa lan thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, và còn tiếp theo đây thì có ít hàng giá rẻ cho mọi người đây. 250.000 một cân long tu xuân nha các bạn. Đấy, long tu xuân mẻ hàng này thì cũng tương đối khá xấu. Đấy, chúng ta lấy với làm giống ghép thôi. 250.000 một cân nhé các bạn. Chứ còn hàng đẹp của nó thì toàn 280-300.000 một cân cơ. Đó, đó. Đấy, vừa rồi là tất cả những mặt hàng lan mà ngày hôm nay có để chia sẻ với mọi người. Và các bạn đặt hàng vui lòng gọi điện thoại trực tiếp cho chúng em theo hai số điện thoại là 0984754102 và là số 0967615815 nhé các bạn nhé. Đấy, em Ngọc Bền xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đam mê lan Thiên Phúc. Đó.